51天, ngày 51. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Ừ, ok. WeChat của mình chính là dùng số di động đăng ký. 好的,我的微信就是用手机号注册的。 好的,我的微信就是用手机号注册。 好的,我的微信就是用手机号注册的。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友. Mình thấy nói tốt lắm mà. Tôi thấy nói tốt lắm mà. Cũng là người Hà Nội. 也是河内人, người bản địa Quế Lâm, 桂林本地人. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用.